Tháng 7 này bạn có hẹn hay chưa? Hay cùng nhau chúng mình về hội khóa, nghe gió hát xôn xao trên vòm lá, vai kể vai nhắc lại chuyện năm nào. Những câu thơ giàu cảm xúc ấy đã nói hộ cảm xúc của biết bao cô cậu học trò trở về thăm trường xưa nhân dịp hội khóa. Cuộc sống bộn bề với đủ mọi lo toan dường như đã cuốn bao người vào guồng quay liên tục và tất bật. Và hội khóa không chỉ là khoảng thời gian 2 ngày để trở về với thanh xuân. Đây còn là một hoạt động ý nghĩa để kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù đang là dịp nghỉ hè và ngày hôm nay thì cũng là ngày nghỉ cuối tuần nữa, thế nhưng mà sân trường Trung học phổ thông Hà Trung lại rộn vang tiếng nói tiếng cười với sự trở về của gần 500 cựu học sinh khóa K40. Sau 20 năm trở lại trường, bạn bè cũ gặp nhau và được gặp lại thầy cô giáo cũ, ai ai cũng đều vui mừng và xúc động. 20 năm ngày trở lại, những cô cậu học trò trường Trung học phổ thông Hà Trung dâng đầy cảm xúc. Vẫn con đường ngày nào đến lớp, vẫn bạn bè xung quanh, vẫn thầy cô lớp học cũ. Mọi điều còn nguyên vẹn ở đó, tựa như 20 năm chưa hề trôi qua. Và tất cả vẫn đang còn ở độ tuổi hồn nhiên cắp sách đến trường. Sau 20 năm trở lại mái trường thì thực sự mình rất là xúc động nghẹn ngào luôn á. Bởi vì khác với những bạn mà được công tác tại Hà Trung cũng như Thanh Hóa hay là các khu vực ở gần, thì mình học tập và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thì mình rất vui và cảm thấy hãnh diện vì được sống sinh hoạt lớn lên trong một cái tập thể mà rất là đoàn kết và thân tình như vậy. Ngày hôm nay khi mà mình trở về ngôi trường sau 20 năm thì mình cảm thấy là rất là vui và xúc động. Có những cái nỗi xúc động mà không thể nói thành lời được. Và mình cũng rất muốn để được gặp lại các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn để có thể ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Tôi rất là vui và xúc động. Đã 20 năm rồi tôi mới được trở về thăm lại trường, lớp và những người bạn, thầy cô của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau ở đây đều như cái thời ban đầu, nghĩa là không thay đổi một cái gì cả. Tôi hy vọng là những cái dịp tới của khóa và những dịp cao hơn nữa thì chúng ta đều có mặt đông đủ và tất cả chúng ta ở đây để vui vẻ, để nhớ về nhau, để cho nhau những cái kỷ niệm đẹp nhất. Những ngày Hà Trung mai đây ta về ta nhớ mai, những sáng tinh sương mai. Cảm xúc rưng rưng ngày trở về ấy ẩn hiện sau những nụ cười rạng rỡ ngày gặp lại. Vào phút giây lắng nghe giai điệu ngọt ngào của những bài hát về một thời hoan niên đầy mơ mộng. Trong những khoảnh khắc cùng bạn bè cố gắng lưu giữ lại thật nhiều bức ảnh đẹp để nhiều ngày tháng sau này còn lật lại để xem. Với các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Hà Trung, chương trình 20 năm trở về miền ký ức còn đặc biệt ý nghĩa khi là dịp gặp lại nhau, hàn huyên câu chuyện cũ. Sau 20 năm khóa 40 của trường Trung học phổ thông Hà Trung quay trở lại với mái trường, chúng tôi rất là tự hào và rất là vinh dự khi được các em dù cho ở cái phương trời nào, dù ở trong cái vị trí của công tác nào, luôn nhớ về nhà trường, nhớ về thầy cô, nhớ về bạn bè. Thì đây cũng là cái nguồn động lực để giúp chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của những nhà giáo dục trong cái việc chồng người. Cái dịp hội khóa này cũng là để các em nó tri ân lại nhà trường, các thầy cô. Qua cái hội khóa này thì nó lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn và tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Mà thực sự mà nói là xúc động vô cùng ấy, niềm xúc động xen lẫn với niềm tự hào. Này, bởi vì có một cái khóa học trò có thể nói là vô cùng tuyệt vời và mong rằng là các em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong cái chặng đường phía trước, phấn đấu để trưởng thành hơn để rồi sau này làm cho cái mái trường này rạng danh hơn. Tự hào biết bao khi lũ trò nhỏ năm nào giờ đã khôn lớn trưởng thành, đã đồng lòng tạo nên một buổi lễ ý nghĩa để thầy cô tham dự, cùng hồi ức về năm tháng đứng trên bục giảng. Hạnh phúc biết bao khi lớp học xưa
ngày gặp lại vẫn thân thiết như cũ, khi mỗi thành viên đều biết động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bài học làm người ngày nào thầy cô dạy, giờ đây không chỉ còn là giáo án, mà hiện hiện ngay ở những phút giây 20 năm ngày gặp lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây mỗi dịp hè về, nhiều chương trình kỷ niệm ngày ra trường lại được học sinh các khóa tất bật chuẩn bị. Đây không chỉ là dịp ý nghĩa để thăm lại trường xưa, gặp lại bạn bè cũ, mà còn là dịp để tri ân thầy cô, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Giữa cuộc sống hối hả bộn bề, những ngày hội khóa sôi nổi như thế này sẽ thực sự ý nghĩa khi chúng ta chia sẻ, đoàn kết và cùng nhau tiến lên phía trước. Là ngôi trường có bề dày truyền thống, các thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ cũng luôn nỗ lực, phát huy để ngày trở lại là trào dâng cảm xúc tự hào. 20 năm, một trong những ngôi trường cấp 3 đẹp nhất thành phố Thanh Hóa, dường như chẳng có gì đổi khác. Vẫn lớp học cũ, vẫn chiếc phù hiệu mang đậm dấu ấn riêng của trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Vẫn màu áo trắng tinh khôi tuổi học trò, đã khiến những người sắp sửa 40 trở về thuở đi học, và lại nghe giọng cô ấm áp giảng bài. Có một nghề lặng thầm suốt canh thu, bên đèn khuya miệt mài trang giáo án. Chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng với những người đã trưởng thành đều dâng đầy cảm xúc. Bởi lẽ trải qua bao va đập cuộc đời, nếm đủ mọi dư vị mặn ngọt cay đắng, mới nhận thấy thời đi học là thời đẹp nhất. Lời cô mắng cũng chan chứa những yêu thương. Sau 20 năm ấy, một quãng thời gian rất là dài, tụi mình được hội tụ về đây bên nhau và được kết nối cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Và cái điều đặc biệt nhất đối với bọn mình ấy, đó là bọn mình được tri ân những cái thầy cô mà 20 năm trước đã dạy dỗ, dìu dắt. Hội khóa trường Đào Duy Từ đã và đang diễn ra rất là sôi động. Thì tính đến nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã trải qua là khoảng 2 tháng với rất là nhiều công sức cũng như là sự chuẩn bị, cũng như là các thành viên ở các lớp, các bạn có những đóng góp rất là tích cực để có cái buổi hội khóa thành công ngày hôm nay. Chúng tôi đã tìm nhau, chúng tôi đã kêu gọi, chúng tôi đã tìm mọi cách thức để chúng tôi liên lạc với nhau. Và chúng tôi tự hào rằng với khóa Đào Duy Từ 1999-2002 này, chúng tôi là đơn vị mà có thể tụ họp với nhau được cộng 95-97%. Tôi cảm thấy đây là cái ngày mà chúng tôi chắc là không bao giờ quên trong cuộc đời. Và có lẽ chỉ khi trở về với tuổi trẻ thì nhiệt huyết lại càng ấm áp dâng đầy. Khi ấy, cái oi ả của ngày hè tháng 7 cũng không nóng bằng không khí của niềm vui, sự hứng khởi đang lan tỏa. Những khoảnh khắc cùng chơi, cùng cười, cùng chiến thắng và có thể cùng thua ấy đã giúp khoảng cách thật dài của 20 năm bỗng chỉ gần như một cái nắm tay. Hội khóa với mỗi người sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, là gặp bạn bè cũ, là thời gian để trả lời những câu hỏi mà có lẽ suốt thời đi học đã không dám nói, là xóa bỏ những hiểu lầm, là để mạnh dạn lại gần hơn với những bạn bè chưa từng chung lớp. Bởi thế, dẫu năm nào cũng tham gia hội khóa, các thầy cô giáo dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu đi nhiều, vẫn nhiệt tình hăng hái. Vì ở chính hội khóa là cơ hội để nhìn thấy sự trưởng thành của học trò, để vui mừng khi sự kết nối và lan tỏa của nhà trường, các thế hệ học sinh sẽ ngày càng lan xa. Thầy cho rằng là đây là không phải ngẫu nhiên là các thế hệ học sinh đã duy trì các cái hình thức sinh hoạt như thế này. Bởi lẽ là một cái dịp để bạn bè sau mấy chục năm bây giờ gặp nhau mừng quá, để mà hoài niệm lại những kỷ niệm. Rồi cũng là một cái dịp để học trò gặp lại các thầy cô giáo cũ. Rồi cũng là một cái dịp mà đối với các thầy cô đúng là lúc mà gặp lại nhau, để mà quay lại với những kỷ niệm tưởng như nó mất đi quá té là nó không mất đi tí nào cả. Cuộc sống ngày càng phát triển thì áp lực cũng càng nhiều.
Bên cạnh những hoạt động văn nghệ giải trí, thì các hoạt động lành mạnh của hội khóa có ý nghĩa tinh thần quan trọng, giúp cân bằng cảm xúc, thúc đẩy nhiệt huyết, tái tạo năng lượng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Không chỉ là thời gian ngắn ngủi sống lại thời thanh xuân, từ hoạt động hội khóa, nhiều sự kết nối giữa các thành viên đã được tạo dựng, phát triển, góp phần giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày. Và khi sự tốt đẹp ấy ngày càng được nhân rộng và lan tỏa, thì những hoạt động hội khóa sẽ luôn là nét đẹp đầy ý nghĩa. Thế nên với bao người, thì dù thời gian có dài ngắn bao nhiêu, dẫu tiếc nuối vẫn cùng về bạn nhé. 20 năm cầm trên tay chiếc vé, thêm một lần cười khóc vẫn cùng nhau.